Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, 8.500 quả bưởi Hồ Lô khắc chữ Tài Lộc đang được các doanh nghiệp ở Hậu Giang chuẩn bị và đưa ra thị trường. Năm trước thì mặt hàng này đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường hoa quả Tết. Phần lớn số bưởi Hồ Lô được trồng ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ngoài việc tạo hình để bưởi có hình dáng như chiếc hồ lô, nhà vườn cũng dùng kỹ thuật khắc chữ Tài Lộc lên trên trái bưởi bằng các khuôn được đúc sẵn. Bưởi hồ lô chỉ phục vụ cho nhu cầu trưng bày trong những ngày Tết ở các gia đình, vì vậy giá bán rất cao. Hiện giá mỗi quả tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Tùy theo kích cỡ, giá thành dao động từ 300 đến 700.000 đồng một quả. Dù giá bán cao, nhưng các doanh nghiệp và cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác đã ký hợp đồng mua hết toàn bộ số bưởi. Ngoài bưởi hồ lô thì năm nay, một số doanh nghiệp ở Hậu Giang còn đầu tư trồng 3.500 gốc dưa hấu để tạo hình dưa hấu hồ lô bán dịp Tết. Dự kiến giá bán dưa hấu hồ lô từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi quả tùy loại.